Người dân tại thị xã Điện Bản, tỉnh Quảng Nam đã quay lại được cảnh phi công nhảy dù xuống đất khi máy bay rơi. Bà Nguyễn Thị Tạo, 62 tuổi, phường Điện Nam Bắc cho biết, sự việc diễn ra rất nhanh, trên trời phi công bung dù nhảy ra sau đó có hai tiếng nổ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bản, máy bay được xác định là loại máy bay quân sự, phi công đã nhảy dù thoát nạn khi vụ việc xảy ra. Ông Phạm Đức Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bản, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi máy bay rơi, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường ứng cứu. Theo ông Công, sau tiếng nổ, người dân thấy máy bay quân sự rơi, phi công đã nhảy dù ra ngoài an toàn.